Hello lão đệ. Hello Dương Nguyên. Chào tất cả các bạn, sáng vui vẻ. Bạn nghe tiếng máy nổ bịch 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 không? Đó, bà con là hút nước sông lên để tưới ruộng đó các bạn. Rồi, mình đi về bên đó rồi nha. Xin chào các bạn, hôm nay anh em mình là ra dòng sông Corona này. Hôm nay anh em mình muốn đi trải nghiệm dòng sông này xem thử như thế nào, có cá hay không. Hôm nay đi có lão đệ này, lão đệ đang mò hến đó. Bạn thấy không? Đó, đi thả lưới mà phải đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đó, đó như vậy đó. Nhiều anh hỏi. Hello cô ơi. Hello nào ạ. Cá nhiều quá ơi. À, anh sợ corona, anh chơi cái khẩu trang rồi anh đội mũ bảo hiểm rồi, khiếp chưa? Hên các bạn, hôm nay ra được gặp anh Dơi này. Nhiều có chừng rớt, ổn giữ đi, kỹ lại đi. Ủa đem vô đây rồi khoe. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi. Đó, rớt tùm lum kìa. Đi vô này đi đã. Đến đây này này. Đây, các bạn thấy cá không? Quá trời ơi, từ từ ra. Từ từ nha. Các bạn thấy cá chưa? Đăng lưới luôn không? Đây còn không? Chỗ trên này nữa là còn gỡ lưới này. Ừ. 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 Ừ
bị kẹt lưới. Đi tới chỗ lão đệ có cái lá chua chua đó, lá nó nấu bắp cá ngon lắm. Cái đó nó có trái chứ mà thôi, cái đó đó. Có hến không? Mời có hến không? Ủ này cây cái chua chua nó bò này tốt lắm hả? Này nó có trái không? Sao không thấy đó? Cái này thì gọi tiếng đồng bào mình là gì? Là rác. Rác hả? Rác chứ. Cho nó chua chua tí. Đó, còn nó không hái thêm đi. Nồng quá ha. Chuột chả nồng dữ ấy. Nồng quá. Tôi khô nữa đem về. Mắc cái chuột ra thôi cái này, chiên lên. Chiên giòn luôn. Cái này chắc làm rồi tới được. Cái này hả? Vừa nấu cháo này các bạn, đó, cá bóng cát nướng. Cá trắng. Cá này cá một nắng các bạn nha. Chua vậy cả. Đã vô. Cá sông cá đồng. Nói chung mình nấu cháo kiểu này nó khỏi tanh nha các bạn. Rau mình mới hái này anh bỏ vô bạn. Đó, đã làm phim đây. Không có được phải phim. Em phim vào cho luôn. Nhớ lên đây. Phải phim mình quá. Anh lại gấp phải phim sao. Bụng ngọt chưa? Đây. Bụng ngọt chưa? Rồi, chừng đó được rồi đó. Rồi, được rồi đó. Cay quá. Cay quá mấy ông ăn không nổi mình vậy. Vừa chưa? Vừa chưa? Hơi vui rồi. Chào các bạn, hôm nay mình lại gặp nhau. Chào nó à. Chào anh Dơi nha. Chào Dưỡng Nguyên. Chào anh đại ca sông nước. Lão đệ. Xin mời các bạn cùng dùng trưa với anh em mình cho vui nha. Rồi, 1, 2, 3, vô hết 100% nha.
Anh nào uống mà còn để lại là cho đi tắm. Ờ, mình cũng không hết thôi, cho mình đi tắm đã. Bóng, cho bạn mời nha. Mời các bạn ăn con cá bóng. Đó. Cá bóng. Ồ, hay quá. Cá bóng nọt à. Tương à. Thấy cá bóng à. Từ ngồi đây là thấy cái bóng ngồi nắng á. Cá này dễ rửa xương nghiêng nè. Nè, tin không, con cá này ăn một phát hết luôn nè. Nè. À, hết luôn, không còn cái đuôi xong. Đẹp quá, đuôi quá đẹp. Chén đó. Nó. Chén kìa. Ủa, sao nó rền vậy mà thi hả? Ngon quá thiệt. Thôi mình... cháo đi, ăn... cháo đi, một cháo, cái đó bụng. Xong chưa? Má anh ăn cái này thì ăn muỗng. Còn má anh kia thì bóc thôi. Thôi, ăn cái đi. Ăn thêm miếng nữa đi. Mời ạ. Tại tại ăn thôi. Mời nha. Cái đó. Mời. Ngon. Ngon lắm. Miếng ớt. Cho nó cay cay tí. Cho nó cay cay một tí. Cho nó đắng đắng một tí. Cho nó chua chua một tí. Rồi mời nhá, mời qua. Ngon lắm. Nướng phần có mà nướng sòng không? Wow, con cá kia đi đâu mất tiêu rồi. Con nhớ con cá này mình đã mình gỡ nè, mình ăn. Mình làm bách này thấy đường đâu ra. Vừa nữa ra xong vui rồi. Máy nổ lét 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 lét. Vừa nữa là xong hết trơn. Thì ngay chỗ cầu á, đặt chứ nó. Cầu nó xuống chứ mới nước nó dữ. Thằng ấy còn hơi cuốn sở mà ta. Hơi cuốn sở nữa. Còn cuốn nhỏ nữa. Không thấy. Thì cái gì cũng được mà cái cây của là mình ớt á. Đây à. Ừ, đẹp quá. Cá đồng cây mà. Ừ. Rồi má thấy ly cho mình hết chén hả? Cái này nguyên lắm. Đồ ăn xong mà vút cái rau chút chứ. Dính, dính hết. Rồi mình bay vô mình ăn đã các bạn, đói quá. Rồi mời các bạn ăn đi. Không phải đói mà mời anh ấy là không phải đói lão đèn. Đó, mời anh dơi dơi. Anh dơi. Ồ, mình mời anh lão đệ. Ồ, mình cần phải lão đệ đâu mà. Mời anh Rồi. Hà rái. Này hà rái cá đi. Lặn giỏi mà. Hà rái đi. Mình phải lấy cái biệt danh để sau này mình dễ xưng hô. Hết luôn nha. Hết rất là đó. Thấy nè, má thi. À, quá đã. Đúng mình cắt cho cái tràn này luôn. Thấy rồi rồi mới nước nha. Thì thôi. Dạ. Nhỏ. Chào bạn nha. Mời các bạn cùng ăn cháo anh em mình nha. Hồi nãy con cá cháy á, mình nướng nó cháy nhưng mà chưa kịp ăn mấy anh lấy mất rồi. Bây giờ mình ăn cá vui chín. Mời các bạn cháo. Cháo quá ngọt hả?
chiếc vớt không lên. Mưa xuống là đạn nè. Cá nóng mà ngon lắm các bạn ơi. Dạ. Mình coi chiếc rũa đó, đẹp lắm nè. Chết cha, cá chấm rượu vừa quý bạn ơi. Không à. Má anh lên anh dành nhau anh ăn hết hai anh lão đệ với Huy dành nhau ăn mất một cái bóng hết rồi. Chưa kịp gỡ ra khỏi lưới. Tắm luôn. Đó. Nghe rụt rụt nghe xuống. Nấu hồi nãy bỏ ít gạo ngon. Cơm đặc cháo đặc quá. Cơm này, cá gì dưới không thấy đường, cá ngon nè. Mà thi đổi hết gạo luôn hả? Không, còn nhớ cái bao á. Thôi nói đổ ít thôi, đổ hết đi. Mang theo mà nhiều lắm để nấu cơm mà. Này đi sang đan nè. Đã quá. Cháo cơm cơm mà. Đúng rồi. Đã đúng ngọt. Cháo ngọt là nhờ người nấu hay là nhờ cá nhiều ta? Chắc thôi xin mời các bạn nha, còn uống rượu bên đây mình. Được. Xin mời anh Kỳ, anh Nhân. Anh ca cam nước nha. Anh Nam Nguyễn nữa. Anh Sáu nữa. Sao mặt anh đỏ thế? Anh Kỳ bữa anh nói là anh ở cái bang nào Huy quên rồi. Ở chương trình anh em mình đã xong giao lưu cùng anh Hòa Đỏ và anh Dơi. Đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt các bạn. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất nha. Bye bye. Chào.